nhau nhiều rồi. Từ tất cả mọi tầng lớp trong xã hội đều có những cái đau khổ riêng của họ. Qua bài hát tới chúng ta sẽ thấy tại sao đất nước Việt Nam của mình khổ như vậy. Tại sao tất cả mọi tầng lớp, từ học sinh cho tới thầy giáo, cho tới người công nhân, cho tới người nông dân, ai cũng khổ cả. Thì các vị có biết câu trả lời là tại sao không? Tại vì chúng ta vô phúc có một nhà cầm quyền. Không phải là của dân, không phải là vì dân, không phải là cho dân. Thưa quý vị, xin quý vị cùng chúng tôi hát nhạc phẩm kế của Trúc Hồ, nhạc phẩm Việt Nam ơi. Thưa quý vị, như hồi nãy quý vị nghe anh Mẫn nói đó, là anh Trương Xuân Mẫn của Bắc Cali, ảnh đã nằm trong, ảnh đã là một du ca viên 50 năm rồi. Thì đường chưa tới vậy thôi, thì 50 năm em mới ra đời. Nhưng mà tại sao du ca đã có được trên 50 năm mà du ca vẫn sống, mà du ca vẫn được nhiều người yêu chuộng? Và nếu quý vị nhìn đến đây, Du Ca Nam Cali là từ người lớn tuổi nhất là 80 tuổi và bé nhất là 17 tuổi. Đó là đoàn Du Ca Nam Cali của chúng tôi. cái chuyện đó chúng ta không làm được, chúng ta cũng phải bị bắt bớ, chúng ta cũng phải bị đàn áp. Cho nên đã có một bài hát ra đời để chúng ta đòi lại quyền yêu nước, đòi lại quyền tự chủ, đòi lại quyền làm người. Thưa quý vị, chúng ta hãy cùng đồng bào trong nước hát ra sản phẩm này, bởi vì một người hát thì nó không mạnh, 10 người hát thì nó mạnh hơn, nhưng tất cả chúng ta cùng hát thì hy vọng là nó sẽ có kết quả. Thưa quý vị, trả lại cho dân của Việt Khang. Dễ dẫn đúng để hát hay quá quý vị ơi, hát hay vô cùng, mạnh vô cùng, hát hay hơn là du ca viên luôn. Anh phải vô Du Ca, anh phải trở thành Du Ca San Diego. Em yes, yes. Và bên trái của Tiên Hương là nhóm của các thầy cô Văn Lang và thân hữu đã nói We are Du Ca San Diego. Yes. Và các cô vừa mới đi về chỗ tôi rồi thì chỉ còn các ông đàn ông chúng tôi thôi. Và chúng tôi xin được ban Nam Cali phải là người nam và một khác, nhưng mà quý vị thấy hơi ngạc nhiên tại sao thế là Nam Cali và lại toàn là phụ nữ nhiều quá thế này. Và bài hát kế tiếp ban Nam Cali sẽ giới thiệu quý vị, đó là bài Đường Đi Không Khó, tức là đường dễ. Thường thì được khen là tại vì có mấy chị đứng bên cạnh, nhưng mà được khen một mình thì lâu lâu hiếm có nó mới được. Thế quý vị, nãy giờ thấy quý vị hát hay quá, thì bây giờ cái bài kế tới mình sẽ tập hát với nhau nha quý vị nha. Cái bài hát này chắc là quý vị nào mà theo dõi tin tức mấy tuần rồi, mà coi on Facebook này kia đó, thì có thấy xuất hiện một cái bài hát được sáng tác một ngày trước cái cuộc tổng biểu tình ở Việt Nam ngày 10. Đó, thì bài hát này ra đời ngày 9. Bài hát này nó quá ý nghĩa và nó rất là dễ hát, cho nên cái điều mong muốn của Du Ca Nam Cali là làm sao ngày hôm nay các quý vị đi về, quý vị sẽ thuộc bài hát này đem về, để mà mỗi lần quý vị có, ví dụ mình có xuống đường, mình có biểu tình, mình cất tiếng hát lên, tại vì mình đi trong thầm lặng quý vị nhá. Rồi khi mà mình có quý vị biết rồi, có quý vị chưa, thành ra thôi mình coi như là mình chưa biết, mình tập trung với nhau từng câu rồi nhá. Một đôi chân xuống đường và đôi chân xuống đường chiều, đôi chân xuống đường thề quyết với đất cha ông. Lại nha, một đôi chân xuống đường và đôi chân xuống đường chiều, đôi chân xuống đường thề quyết với đất cha ông. Một người cất tiếng hô vang, mọi người cất tiếng hô vang, chiều người cất tiếng hô vang, anh tiếng sống bên đằng xa. Một người cất tiếng hô vang, mọi người cất tiếng hô vang, chiều người cất tiếng hô vang, anh tiếng sống bên đằng xa. Trở lại từ đầu, trở lại từ đầu. Một đôi chân xuống đường, đôi chân xuống đường chiều, đôi chân xuống đường về phía dưới đất cha ông. Đôi chân hô vang, mọi người cất tiếng hô vang, chiều người cất tiếng hô vang, anh tiếng sống bên đằng xa. Một ta không đi, một đi không rời, đất ngàn năm con cháu là ở thẳng con đó rồi. Một ta không đi, một đi không rời, đất ngàn năm con cháu là một. Thề quyết giữ trọn dù máu có đâu, vẫn một lòng bảo vệ non sông Việt Nam. Thề quyết giữ trọn dù máu có đâu, vẫn một lòng bảo vệ non sông Việt Nam. Một con tim khắc khoải, tám con tim khắc khoải, chiều con tim khắc khoải, con đường đến nước Tây Nam. Một mặt bay dòng lên cao, hàng vàng bay dòng lên cao, chiều tan bay dòng lên cao, hành lý yêu đất ngoài xa. Một ta một đi không rời, đất ngàn năm con cháu là một. Thế quyết giữ trọn dù máu có đâu, vẫn một lòng bảo vệ non sông Việt Nam. Các chị ngày mai đi ra ngoài có tự hát bài này được chưa? Thử nha, thử nha. Bây giờ bên này hát lời, thôi bên này hát lời một, bên này hát lời hai. Thử coi bên nào hay hơn nhá. Biết đâu hát hay có thử, biết đâu, nhưng mà phải hay mới được nha. Bây giờ bên này ready chưa? Mình hát lời một dễ hơn nha. Dễ lắm, một để bạn để chịu, dễ thuộc lắm. Đôi chân xuống đường chiều, đôi chân xuống đường thề quyết giữ đất cha ông. Mọi người cất tiếng hô vang, chiều người cất tiếng hô vang, anh tiếng sống bên đằng xa. Một ta không đi, một đi với một bài hát mà chỉ qua một bài hát thôi chúng ta có thể ôn lại địa lý, lịch sử và tình yêu nước. Mời quý vị nghe nhạc phẩm Bên Bờ Đại Dương của Hoàng Trọng Thông. Không nói không biết đây là Nam Cali phải không quý vị? Mình không trông trên bản xứ. Việt Nam thì cong chữ S, một bên là Biển Đông, nó quá hiền hòa, nó quá đẹp. Vậy mà bây giờ Biển Đông cũng dậy sóng, vậy mà bây giờ biển cũng không yên. Thưa quý vị, có dân tộc nào đau khổ hơn dân tộc Việt Nam của chúng ta hay không? Nhưng chúng ta rất là may mắn, chúng ta ngồi đây, chúng ta yên ấm như thế này, chúng ta đâu có phải chịu những cái khó khăn của những người trong nước đang phải chịu. Nhưng mà cái Hương tin chắc rằng quý vị ngồi ở đây đã đến đây ngày hôm nay, đã nghe chương trình Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ mà đến, có nghĩa là quý vị vẫn còn một tấm lòng yêu quê hương Việt Nam lắm, phải không quý vị? Cảm ơn quý vị nhiều. Quý vị, và cái tình yêu quê hương đó một lần nữa sẽ được diễn tả qua một giọng hát của thế hệ sau, một em bé sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Em sẽ hát cho chúng ta nhạc phẩm Tình Ca của Phạm Duy. Tức là Nam Cali, Du Ca Nam Cali. Thank you.